nhập khẩu từ Trung Quốc, Apple run dày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ đô la Mỹ hàng Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone, iPad và các thiết bị khác nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm Mac, AirPods và Apple TV, cũng như các linh kiện và pin sẽ bị áp thuế 10%, bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 tới. Phản ứng với thông tin này, giá cổ phiếu Apple ngay lập tức giảm 2%. Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc một vòng đàm phán thương mại mà ông Trump viết trên Twitter của mình rằng nó có tính xây dựng. Thế nhưng sau đó ông Trump lại tiếp tục cáo buộc Trung Quốc không tuân theo các thỏa thuận trước đó. Sau đó tổng thống Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang tiếp tục và trong thời gian đó, Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 10% lên tổng giá trị 300 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Chưa rõ Apple sẽ đối phó với các loại thuế bổ sung này ra sao. Táo khuyết có thể chấp nhận bù chi phí nhưng cũng có thể sẽ tăng giá sản phẩm. Vì vậy có thể giá iPhone, iPad và nhiều sản phẩm khác của hãng sẽ được đẩy lên về phía chính phủ và các doanh nghiệp trung quốc dù họ không phải trả các khoản thuế này nhưng vẫn bị tổn thương do apple đang chuyển một số dây chuyền sản xuất sang ấn độ và các doanh nghiệp khác của mỹ cũng như tìm kiếm các thị trường khác để sản xuất sản phẩm của họ ngoài trung quốc